Chào mừng các bạn đã quay lại với kênh của Huyền nha. Chúng ta cùng nhau đến với 4, 5, 6, 7, 8, 9 trong bài số 1 phần 2 của tiếng Việt lớp 1 tập 2 nhé. Bài 4 viết đầu vở câu trả lời cho mục A. Cái này mình sẽ viết đầu vở xong nha. Phần 5, chọn từ ngữ để hoàn thiện câu và viết câu vào vở. Mỗi lần em bị ốm, mẹ rất gì nhở? Mỉm cười, lo lắng hay thủ thỉ? Lo lắng nè. Mỗi khi em bị ốm, mẹ rất là lo lắng. Bài 6, quan sát chay và dùng những từ ngữ cho không để nói theo chay. Chăm sóc, ốm, ô tô điện, công viên. Nam bị ốm, mẹ chăm sóc Nam rất là chu đáo. Hàng ngày mẹ cho Nam uống thuốc và ăn uống đúng giờ. Bố và Mi đi chơi ô tô điện ở công viên. Cả bố và Mi đều rất là vui. Rồi chúng ta sẽ cùng nhau viết vào vở câu sau. Mẹ nhẹ nhàng đặt nụ hôn vào bàn tay Nam. Nam thấy rất ấm áp. Tiếp theo bài 8, chọn chữ phù hợp thay cho bông hoa. N hay L, cơ hay ca? Niềm vui, lo lắng, lòng mẹ. Tiếp theo chúng ta có gì nhỉ? Mẹ, con, cơ đúng không? Kỷ niệm, kaiki đúng không? Và cuối cùng là kỳ diệu, kaiki. Yeah, will. Giờ thì dưới đoạn điệu. Tiếp theo, hát một bài hát về mẹ. Lại phải hát u. Các bạn hãy hát một bài hát về mẹ nhé. Ví dụ bài gì nhỉ? Bàn tay mẹ bế chúng con. Bàn tay mẹ chăm chúng con. Học bài gì nữa? Đức cơ cho mẹ đi cày. Mặt trời soi rực rỡ, gió đùa tóc em bay. Sắc cơm trên tay, em đi đưa cơm cho mẹ vui đi cày. Còn rất nhiều những bài hát nói về mẹ yêu của mình nữa cơ các bạn ạ. Các bạn hãy thử comment một số tên những bài hát xuống phía dưới cho mình để mình có thể biết thêm nhé. Thời lượng của video đến đây cũng hết rồi. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình nha. Chúc các bạn có một buổi tối thật là vui vẻ. Tạm biệt.